Đây, anh coi giùm em nè. Hàng này á, sá sùng này là sá sùng Phú Quốc. Phú Quốc nha. Thì nó sẽ đen. Còn sá sùng này là sá sùng Quảng Ninh. Nhìn nó khác nhau nhiều ha. Tuyệt đối luôn nha nha. Đây, nếu như mà khi mà mình đi mua sá sùng này á thì đương nhiên là sẽ giá thành nó khác nhau nữa. Nếu như mà nó có cát á, thì cái này khoảng 1,8 triệu. Ồ. Không có cát mà đẹp sạch đẹp như này là 2,4 triệu. Khác vùng miền. Khác đương nhiên cái này nó ngọt hơn nhiều anh. Cỡ khác nhau luôn ha. Dạ. Yeah. Anh bự nhỏ không có quan trọng. À. Nhưng mà quan trọng là nó có sạch không? Nó không có. Nếu như mà nó đây nè, em chỉ giúp anh luôn. Những cái này là cát nè. Có nó dính cát như này nè, nó bị đen. Tại sao mà anh thấy nè, đây. Tại sao mà anh nhìn nè? Bịch tiện ký nè. Chà bá lửa luôn rất là nhiều. Mà tại sao bịch này nó có mấy cộng mà nó ký? À. Tại vì nó cát. Nó có cát ở trong đây nó rẻ tiền. Tiền đó. Dạ nè, anh nhìn nè. Còn cái bọc này nó quá trời nhiều luôn. Tại sao mà nó mắc hơn? Tại vì cái hàng này là hàng không có cát. À, dạ Dương xin chào quý vị khán giả và các bạn. Hiện tại thì Dương lại quay trở lại với khu vực phía bên hông chợ Bình Tây, quận 6 để gửi đến mọi người thêm một clip nữa ha. À, về cửa hàng bán khô rất là lớn tên là Hương Ba Chi, nằm ở địa chỉ là 47 đường Lê Tân Kế, phường 2, quận 6. Hai lần trước thì Dương đã quay một clip về cửa hàng Hương Ba Chi rồi và được quý vị khán giả đón nhận rất là nhiều. Thì trong clip trước thì bạn Bo ha, tại cửa hàng Hương Ba Chi đã giới thiệu đến mọi người cũng như là cách phân biệt các loại tôm khô và mực rất là kỹ, rất là chi tiết để cho mọi người khi mua không bị lầm. Thì hôm nay Dương quay trở lại với cửa hàng Hương Ba Chi để gửi đến mọi người thêm một clip nữa về những cái loại như là khô cá sặc ha, trước màn hình của mọi người này, khô cá lóc, rồi đặc biệt đó là sự phân biệt giữa cá dứa và khô cá tra như thế nào. Và bây giờ Dương sẽ bước vào phía trong nha để quay cho mọi người. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa nha cả nhà, một ngày trong tuần ạ. Rồi ok, hello anh. Thì gần đây á có rất là nhiều tìm người đã tìm đến em á là muốn nhận biết cái con cá sặc đúng như thế nào mà gọi là cá sặc ngon. Thì đương nhiên á, đúng rồi anh. Tại vì á đa phần là người, rất là nhiều người, một đầu tiên thôi là những người mang đi nước ngoài đi, ta cần người ta mua lầm nhiều quá. Lầm ở đây có nghĩa là nè, mua cá sặc về bị bụng hơi cỏ, hoặc là người ta không biết ta mua về người ta bị quá trời mặn. Thì đương nhiên là ta đâm ra ta sợ cá ở Việt Nam mình người ta không dám mua nữa. Bản thân anh cũng thấy luôn á. Sau này cho nên cái tiệm cái giống như anh cứ coi nè, khách hàng hiện tại ở đây là 1 giờ trưa của em ở đây, 1 giờ trưa đó nha. Nếu như mà buổi sáng là anh đông hơn rất là nhiều, đây 1 giờ trưa. Đó. Thì đương nhiên họ tìm đến tụi em ở đây, họ cần biết em ơi, có thể nào là giúp giùm anh phân biệt làm sao mà mình tìm được đúng con cá sặc ngon. Thì hôm nay đây, em mới vừa lên. Này anh cứ quay ra chơi. Đây anh quay đây nha nè. Đây nè, em lên vài trăm kg bây giờ á, em đang hiện tại nè, đây em đang phơi sơ lại, có nghĩa là mình hong con cá lại cho nó khô ráo hơn để mình bán tiếp. Đó đương nhiên là lúc nào cũng cập nhật cá mới liên tục hết cho mình đó. Anh thấy không, toàn bộ cá đây đều là cá mới hết nha. À, một size hết hay sao bỏ? Dạ no anh, cá sặc này nó chia làm ba size ở đây, có nghĩa là nếu như vấn đề mà đúng nè đúng con cá ngon là bự nè, này nó mất cái đuôi rồi. Nếu mà đúng con cá ngon đó, đầu tiên là cá nó phải trắng như vậy là thứ nhất. Thứ hai nữa là coi cá nó có bị bụng không. Nó bụng có nghĩa là anh ăn cái nó bị hôi cỏ đó. Hai hôi cỏ đây nè anh nhìn kỹ giùm em nè. Từ cái mang cá, những cái điểm ngay cái gờ này mình đo lên, cái lóng tay mình đo lên một lóng lưỡi tay, đo xéo lên lóng lưỡi tay thì tầm này. Nếu như mà anh bóp ở đây mà nó cứng, tức là con cá là con cá sống làm ra. Sống ở đây có nghĩa là nó sẽ không có bị hôi cỏ, đặc biệt là không có bụng. Hay ngay đây nha anh. Đây một lóng rưỡi tay, một lóng rưỡi tay của mình luôn. Đây. Đây nè, cái mang cá này lên một lóng rưỡi tay. Là ngay đây. Đây là nhưng cái này là quá ngon rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa. Anh giờ sẽ vô đây đi. Để em cho anh coi. Thứ hai nữa, nếu như mà nó đã cứng rồi đúng không? Thì mình phải phân biệt cái đó là nó có hôi cỏ hay không. Đây, giống như cái này hôi cỏ nè, cái này cá rẻ tiền. Anh thấy hai cái màu nó khác nhau không? Đó nè. Thì đương nhiên á là con cá mình là cá ngon là cá nằm trên, cá dở lại nằm dưới. Anh nhìn thấy nè, mình nhìn nó là mình biết nó hôi cỏ rồi. Hôi cỏ ở đây có nghĩa là người ta nuôi cái nước nó đào, mình đào cái hồ lên không có nước ra nước vô.
cho nên nó hơi cỏ. Còn cá này là cái hồ mình nó là có nước ra nước vào liên tục, đương nhiên là nó thay đổi nước thì đương nhiên nó mới không hôi đó. Rồi phần thứ ba nữa em chỉ cho anh em coi nè, nếu như mà nó mặn đây, em nói cho em nè 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 cho anh coi nè, anh nhìn em nè, nếu như mà nó mặn có nghĩa là nè con cá mà nó trắng mà nó không bị đục. Con này nè, con cá trắng mà đục anh thấy rõ ràng cái màu không, nó khác, nó đục ở đây có nghĩa là nè cái này, một cái này là một cái lớp muối ở ngoài, có nghĩa là những cái con cá mà nó mặn quá mặn có nghĩa là cá chết rồi nó mới mặn. Chết rồi trong ra người ta phải bỏ muối nhiều, nếu mà không muối nhiều là nó ương. Còn cá mình là cá sống làm ra đương nhiên là 100% lúc nào cá nó cũng lạc hết đó, anh cứ coi rõ sắc sảo giùm em đó. Trong khi này, trong khi mà đây đây mua này, khi mà có rất em khuyên mọi người đó luôn, nếu vấn đề mà có coi cái video này của anh biết lựa thì ra đây lựa thoải mái, còn không biết lựa, không biết lựa, không biết gì cả sặc mà muốn mua về cho người nhà hoặc là tặng bạn bè cứ nhờ tụi em đi. Yeah, tụi em sẽ đầu tiên là không có lừa đâu, tại vì ở đây tụi em là cái nơi tin cậy cho rất là nhiều người. Mà đặc biệt mình, nếu như vấn đề mà mình tin tụi em á thì mình để tụi em lựa, đừng có lựa. Tại vì khi mà mình lựa, em hỏi anh nè, vô mà khi mà mình mua á, mình bóp những cái này là ok nè không? Còn giống như á, đây để em sẽ tìm một con cá mà nó bụng cá ngon nhiều. Đây nè. Nè, nó bụng á, nhìn nè. Nó bụng có nghĩa là khi mà ở đây á là nó mất thịt rồi, đâm ra nó sẽ bị bụng. Đúng là cái sề cá này rất là ngon, nhưng mà nó sẽ có những con cá không ngon giống vậy. Nè nhìn nè, nó bụng giống như là ở trong này nó có nước vậy đó. Cho nên rất là nhiều người vô đây tự lựa về nó không ngon. Cái nó hỏi ủa em tại sao mà có cá gì không ngon, tại vì mình lựa đúng cá bụng vậy thì đương nhiên nó không ngon rồi. Còn những con cá ngon là thế tuyệt vời giống vậy nè. Nhìn nè, nhìn là biết nó mập lù ở đây luôn. Thì nó cá sống mà, cá ngon mà. Mà đặc biệt á, đúng xây cá ngon á là 6 con, 7 con. Nếu qua 8 con là hàng rẻ tiền hơn. Giống như ví dụ nó, tụi em ví dụ cho rõ mình biết và phân biệt là cá nào ngon, cá nào dở luôn. Cho nên vậy nó mới hay. Đó là vấn đề riêng cá sặc. Còn qua đây, em sẽ giúp giùm anh coi con cá lóc. Bên này mình cá không đi. Đây. Mày nhiều hơn không bớt gì anh. Mỗi ngày nó một tân tiến hơn, càng ngày tụi em bán càng đông. Cho nên mình phải có dạng như đầu tiên là tiếng nói, cái nào mình chỉ ngon là ngon, cái nào mình chỉ dở là dở, thì sau này người ta ăn là người ta biết liền. Đây anh thấy đẹp không, đây khi mà con cá lóc mà làm ra mà nó đẹp á thì em chỉ cho mọi người nè, hai con đi hen. Đây đầu tiên em phân biệt rõ nhất, đây xuống cho cao cao đi, cái này nè đúng là đẹp tuyệt nhưng mà nó không ngon thì nó chết rồi. Ngày xưa tới giờ em rất là nhiều người quay em, hôm nay em nói rõ cho anh cái trong cái video này luôn, con cá chết rồi có nghĩa là nó không có hai cái mang cá này, tại vì khi mà nó chết á cái hai cái mang cá này nó bị bủng, nó sẽ gớt xuống đây giống như cái này không cắt nghe đâu đúng không, cái này là em đặt cho người ta làm luôn, đúng cá sống mới làm cho em, cá chết thì không nhận. Cái này cá chết tự nhiên rẻ tiền hơn nè, cái này cá sống đương nhiên sẽ mắc tiền hơn. Mà đặc biệt á, có nhiều người nói em á là con cá lóc mua về nó cứng như đá hay đó, thì là cá cũ anh. Vô khi mà mình vô những cái cửa hàng mua khô lớn như vậy, mình đừng có nói là chị ơi làm ơn là lấy giùm em cá khô thiệt là khô. Thì khô thiệt là khô, chỉ là cá cũ thiệt là cũ thôi anh. Nè anh nhìn nè. Nè, nếu như vấn đề mà để em sẽ ví dụ cho anh một cái vấn đề là khô cũ. À đây, không có khô cũ rồi. Nếu mà có khô cũ em chỉ mà không có luôn. Đây. Nếu như vấn đề mà khô cũ là nó đen thôi rồi mà anh cầm nó không có dẻo vậy luôn, nó cứng như đá vậy đó. Thì vô mình rút kinh nghiệm là em ơi con cái nào mà ngon chỉ giùm chị chứ đừng có khô. Nếu mà vô khô chị khô cũ không ăn thấy ông nội luôn á nha, nhớ giùm em chỉ tận tình nhất hết mức có thể đó. À rồi tại sao mà cá lóc mà nó mặn thì em chỉ giùm mình đặc biệt luôn, con cá lóc mà sống á tại sao mà nó lạc, tại vì nó còn sống người ta ấp muối ít. Chứ nếu như mà nó mặn á thì con cá mặn nếu như mà anh ấp muối nó không có nhiều nữa, nó bị ương, giống như cá sặc vậy, nó ương nó hư luôn. Cho nên là bắt buộc người ta phải ép thật là mặn để cho nó không có hư, thì nó chết rồi mà nó mới bị ương. Thì đương nhiên con cá lóc sống của mình đây bào sống bào lạc luôn, cho nên mình mới tự tin về những cái đồ khô bên đây, cái nào ngon cái nào dở mình tận tình mình chỉ giùm người ta. Tại vì á có người ăn lạc có người ăn mặn, không phải ai cũng ăn lạc hết, nó rõ ràng đây. Em có thể tiết lộ xíu về giá không? À giá đâu rồi. Cái này cá lóc này á là 200.000. Còn cá lóc đúng cá lóc sống mà làm ra
mà em bao hàng cho mình từng con 260.000 một ký. Oh, okay. Rồi. Ha. Dạ. Nhưng mà mua trên mạng là không biết ở đâu. Anh em nói anh mua trên mạng. Bây giờ anh em ví dụ là người trên mạng đi. Về con cá ướt quá anh có chịu không? Giống như nó có nghĩa là nó không có khô. Hoặc là về con cá bị hôi cỏ mình có đổi được không? Hoặc là về con cá nó mặn quá rồi là mình nói với người ta làm sao? Tại vì mình chỉ coi được cái hình bề ngoài của nó thôi, giống như cái này nè. Đẹp quá thì đẹp luôn. Mà chết tại mặn. Đó. Rồi tới tiếp tới là bây giờ nè. Bà con hỏi em rất là nhiều luôn. Bây giờ sẵn tiện đây em chỉ giùm mình là con cá dứa với con cá ba sa. Đó. Đây. Cái này á là em mới lên. Thì hiện tại bây giờ á là người ta đặt em tới là 40 kg nhưng mà em không có hàng giao. Không có để giao luôn. Đôi khi mà những cái người mà bà có những anh chị nào hoặc là khách hàng nào á tới ở bên tụi em á mà muốn đặt cá dứa thì đương nhiên phải đặt trước. Chứ ra nhiều khi ra thèm cá dứa quá ra thẳng mua, không có để bán đâu. Nè. Từ nguồn gốc từ đâu nhà? Dạ anh ơi. Cái này á, cá dứa một nắng của em nhập là em nhập ở Cần Giờ. Còn cá dứa khô này là em nhập ở Nam Căn của Cà Mau. Ở Việt Nam mình chỉ có hai vùng đó có cá dứa thôi. Còn mấy vùng khác có cá dứa là xào á. Nhưng mà một nắng là phải Cần Giờ, mà khô là phải à, anh tại vì dùng một nắng là đa số là người ta làm cá một nắng nó ngon. Còn dùng Nam Căn là ta chuyên về cá khô. Đây. Em chỉ giùm anh nè, đầu tiên con cá dứa mà đúng cá dứa nha, làm cái mình thịt nó vàng ôm nè. Còn cá bà sa là nhìn nó đen nè. Thấy khác nhau. Ha. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa. Cái đặc biệt của nó. Nè anh nhìn rõ giùm em nè. Con cá dứa khô của mình đúng cá dứa thiên nhiên á là nó sẽ có đường sọc dài. Mà đặc biệt là tới cái chốt đuôi luôn nha. Hai bên. Đó. Anh nhìn cứ rất là rõ giùm em hết. Đây. Còn nè. Mà anh mà hôm nay anh quay cái này á là 5 thở 10 thì nó mới có cá lớn vậy. Tại vì người ta đánh bắt chứ bình thường nó bay lớn mà. À, hồi nãy con cá kia của cô á là 2 cái quên luôn ông nội ơi. Bây giờ con cá đó là 2 kg 280 nhân cho 520.000 một ký. Đó. Nè. 2 kg 280. Nè, còn nếu như vấn đề mà anh thấy giùm em nè, tại vì người ta bây giờ giả nhiều quá thì em chỉ cho mọi người anh nhìn nè, con cá giả. Nè, anh quay rõ giùm em nha. Anh nhìn nè. Nó rọc bằng cái kéo. À. Nè, giả tới tóc đuôi luôn. Cũng giả luôn. Ba sa giả cá dứa. À. Nè, thấy không? À, rồi thấy rồi cái đường này nè. Nó rọc, bên đây rọc nè. Còn cái này là mình của mình là đúng cái đường màu đen luôn. À, đúng đường màu đen. Thật sự luôn. Cho nên khi mà mọi người đi á vô mua cá dứa mà mọi người nói là trời ơi cá dứa sao mà mắc vậy anh ơi, cá này là cá thiên nhiên chứ không phải là cá nuôi thịnh mua đông có hết. Còn cá thiên nhiên là người ta đánh bắt được khổ ngoài biển đó mà nó hiếm nữa, đâm ra cái thương lái ta mua bao nhiêu thì mình ở đây là mình đại lý mình nhập hết toàn bộ, đôi khi còn không có cá bán nó. Cho nên khi mà mình có nhiều người nè, người ta mua cá dứa thì bển ta nói trời ơi sao bò ơi sao anh mua cá dứa mà nó mặn quá trời mặn mà lại không ngon đó. Thì đương nhiên mình mua cá giả nó mới không ngon đó. Chứ đúng cá dứa thiệt làm sao mà không ngon. Con cá dứa em ví như con gà vậy đó. Anh mua con gà thả giường về ăn nó chắc thịt nó khác. Còn anh mua mấy con gà nông nguyên anh thích ăn không? Nằm trên chuồng 24/24 xong rồi là thịt làm sao mà ăn ngon được, đúng không? Rất là nhiều người bị lầm luôn. Nhầm có nhiều người nói em chú năm nay 67-68 tuổi rồi mà chưa từng ăn cái con cá dứa, đúng cá dứa. Cho nên người ta sẵn sàng người ta bao xe ở rất là xa ở đây mua con cá dứa trong về ăn. Để có gì tụi em ship vô. Dạ anh lâu lâu mới có cái này. Nếu như mà cái dứa lượt lớn như vậy là 550.000 một ký. Dạ đúng con cá thiên nhiên thật sự nha, thì em ở đây bán giá đó. Còn giống như những còn anh chị nào mà thắc mắc giá cả mà trên rẻ là nhầm khi á, mình đi những cái chỗ mà chợ nhỏ đương nhiên ta bán phải mắc hơn rồi, không có nào mà rẻ hơn được, chính xác không? Còn với lại á, tiền nào của đó anh mua đúng cá đương nhiên nó mới ngon, còn anh mua cá giả đương nhiên nó phải rẻ tiền rồi đó. Nè nhanh nhìn nè, khác rõ vậy vượt anh quay cho rõ cho em nha, sau này mọi người nhận biết. Khác lên đây để hai con sát nhau là thấy nó khác á, còn bình thường mua tại vì anh bị lầm thì đương nhiên là nó bán có cái này không, mà làm sao mà anh biết cái này là anh phân biệt được đó. Cá cha thì bao nhiêu ký em? Dạ đây nếu vấn đề mà cá cha thì anh lên thay với em. Thì hôm nay á là cá này em mới về tới cho nên nó mới nhiều vậy.
chứ ngày thường nó cũng không nhiều được vậy. Này có một nắng ha. Dạ. Có bán cái bụng không? Dạ có bán cái bụng không? Đây, cái này người ta gọi là lăng phòng Campuchia. Lăng phòng Campuchia ở đây tức là cá này là cá tra biển hồ á, thì em gọi là lăng phòng Campuchia. Đầu tiên mình phân biệt á là nó chỉ có hai lát thịt thôi. Mà không có hầu. Còn nếu như mà hàng Việt Nam là nó chia làm 3 lát, nó có cái hầu dài vậy nữa. Thì nó rẻ tiền. Rẻ hơn. Dạ. Đây. Nếu như mà cá ngon á thì anh thấy là nó vàng ôm vậy nè. Mà nó khô ráo. Nhìn cái thịt nó cũng nhìn cũng rất là ngon em ha. Dạ đúng rồi anh. Mà nó khô ráo nữa nha. Còn nếu nè nè, anh nhìn giùm em nè, đúng là cái ngon. Nhưng mà nó sẽ có cái không ngon. Em mới chỉ giùm anh. Cái miếng nãy cô chỉ luôn á. Cô chỉ sao cô xách ra luôn á cô. Giờ đói bụng quá uống cà phê sữa trước đi. Mẹ ơi em nói. Đây 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 đây. Nè anh nhìn anh quay rõ giùm em nha. Nè riêng con cá này hơi ngon nè. Cái này không ngon nè. Không ngon em chỉ cho mọi người rõ nó nghe nè. Nhìn này nhìn nó bụng nè. Nó bình thường đúng không anh? À. Nó bụng nè. Có nghĩa là những con cá này á, là cá không ngon. Nó phải có cá không ngon chứ anh, ngon hết rồi. Nè, nó bị bụng anh thấy nè, nó bị tét cái thịt ra. À. Giống mình nè, hai bên nó bụng hết. Nhìn thấy nè, nó bụng nè. À. Nó bụng rất là nhiều chỗ. Cho nên khi mà mình đi mua mình né những cái này ra. Này, anh nhìn nè, nó bụng xìu luôn. Còn cá này chắc, nó rất là chắc chắn. Cho nên á, em cũng phải nói với mọi người rõ á. Lăng phòng Campuchia này rất là nhiều người lớn tuổi thích. Thích là tại vì khi mà người ta nó phồng lên. Mà nó có cái vị đặc trưng của mùi con cá Campuchia đó. Cho nên á, tiền nào của đó. Ở đây em bán cá Campuchia này mà đúng cái Campuchia vậy là 210.000 một ký. Còn Việt Nam là 150, mà hôm nay Việt Nam chưa có hàng. Vàng ôm, khô ráo. Mà đặc biệt nó phải đẹp từng ly từng tí như vậy nè. Đó. Mà em là người bán em khuyên luôn nè. Đừng có mua mấy cá bự vậy. Hay bụng lắm. Hay bụng nè, rồi rồi vậy thôi, chắc thịt hơn mà thơm hơn, mà lại đa phần là người ta không biết thì người ta nói cá bự ngon, còn bình thường là cá bự không ngon. Theo em là nghe em mười bán thường không ngon anh, thì có con cá nhỏ rồi rồi thì mới ngon thôi. Anh đây đây đây, đây anh bên trong đó giống như nè, mấy cô này đương nhiên là đa số tùy mỗi người. Cái này là ba sa. Mình giống như thì theo túi tiền của mỗi người, thì người ta có tiền nhiều thì người ta mua nhiều, còn người ta có tiền ít thì tại gần cá ít vẫn ăn được. Cái này là ba sa lạc không có xương, 160.000 ký đó. Mỗi người thì tùy theo cái giá tiền của người ta thì đương nhiên người ta mua theo cái giá cả khác nhau hết đó. Còn đây cá mối, đây anh cá mối, cá mối tẩm. Cái này không tẩm là dây móc. Nó nguyên con vậy hả? Dạ nguyên con, nó nạo nó nạo thịt bỏ rồi. Nó nạo xương bỏ rồi. 170.000 ký. Đối với cá đẹp vậy. Còn đây. Chỉ vàng. Em cho anh coi cái phần chỉ vàng luôn. Nè, đúng con cá chỉ vàng á thì nó có đường hai cái đường chỉ vàng rõ ràng hai cái đường chỉ này. Còn mà cá ngân có nghĩa là cá rẻ tiền á là nó đen thui luôn. Nó không có đường chỉ. Giống như vàng nhau thì giống như vậy luôn. Nhưng mà ở đây là đen. Không có đường chỉ. Còn khi ăn thì nó vẫn à, không anh. Ăn là cá ngân nó đắng. Còn cá chỉ vàng nó ngọt, thơm. Đương nhiên nó khác nhau rất là nhiều so với những cái vậy. Đó. Anh chỉ vàng giá tầm nhiêu em? Chỉ vàng này cá lớn là 240, 260. Còn mặn cá ngân mà giả cá chỉ vàng nó có 120, 130 anh. Nó tới mắc hơn tới phân nửa là. Đó. Rồi. À, anh à, hôm nay anh thì anh qua sơ sơ với em hàng cá luôn đi. Okay. Đây, anh cứ qua từ từ mình đây. Bữa là mình có xử lý mấy cái coi như là hàng mực của em, anh cứ quay sơ sơ đi. Đó, toàn bộ là mực, ở đây là mực. Dạ nên em có giá hết, tại vì mình bán mình phải có giá để cho bà con người ta nhìn chứ. Dạ cá khoai à. Anh, khoai này có hai dạng, khoai này là khoai nước lợ. Còn khoai nước mặn nó bự hơn miếng nhưng mà nó đắng. Còn cái này là nó không có đắng. Con cảm ơn chú nhiều nha. Chú, về nhớ coi con có gì ăn được lần sau nó đem hộp qua. Con nói ngon là ngon, con nói dở là dở. Dạ rồi, đây. Đúng cá khoai ngon là nó không có bụng nhiều.
cái bụng nhiều như này nè, bụng nó một cái bụng nó bự quá là nó ăn cái con gì trong đó, thì đâm ra càng bụng bự càng rẻ. Còn những cái khoai ngon thấy nè, nó ngon ở đây tại vì cái khoai này là sụn, xương nó là sụn ăn được luôn, còn nó dở, còn cho nên nó mắc tiền, nên là 520.000 một ký đó. Ồ, bịch này là nhiêu ký em? Nửa ký, cái này là 260 bịch đó. Đây anh qua đây với em đi. À, hôm nay á thì đương nhiên là dạo gần đây á thì rất là nhiều người mà người ta tìm đến em, thì ở đây á có rất là nhiều luôn nha. Cá bóng sông Trà đây, anh cứ quay em gần. Cái này á là đặc sản của Quảng Ngãi. Tại sao mà giờ nó nổi tiếng bên em bây giờ á? Đầu tiên á là ăn cá này là ăn cá nước ngọt. Nhất thứ hai nữa là ăn cá này là ăn cá thiên nhiên ta làm ra luôn, không có nuôi. Thứ ba nữa là cái nguồn cá này á, khi mà mình bán đắt á là tại vì á đúng cái dòng sông Trà nó mới có. Thì đương nhiên á đầu tiên là cá sạch, ngon ngọt. Cho nên đa phần là người ta kiếm rất là nhiều. Hình như là em biết được một cái tiệm cơm ở Sài Gòn bán này đắt lắm. Nhưng mà riêng em giá thành nó nới hơn mà đặc biệt nó ngon hơn, nó mới hoài. Rất là nhiều người mua luôn anh bây giờ, trời ơi. Nói tới cái cá này là em giờ em nổi tiếng gì quên cái chợ này luôn, thì không có ai bán hết. Ông anh em đem ra chào hàng em tới giờ em bán bây giờ mà tính ngàn hũ luôn. Cái này là ăn như nào? Dạ anh, đầu bây giờ nếu vấn đề mà ăn cái này ngon nhất là ăn với cơm trắng với làm cháo trắng. Cái này là mình chỉ cần anh đổ ra thôi. Nếu như đổ là anh ăn liền rồi, hẹn sử dụng là 3 tháng. Còn nếu như vấn đề mà nhà mình có microwave á, có điều kiện chút xíu có microwave thì mình chỉ cần bỏ vô microwave 30 giây thôi là ăn cá nó thơm cực kỳ. Không thể nào mà vì cái tiệm của em mà vì cái hũ cá bóng này nó dở mà đi giới thiệu đâu có đâu. Nó nổi tiếng với em luôn nha. Bao nhiêu mà hũ em? Hũ nửa ký này là 190.000. Dạ đúng rồi. Okay. Tại vì cái mùa này là cái mùa cá. Còn khi mà nó gần Tết á, mọi người mua mắc hơn á, là nó nghịch mùa thì đương nhiên cá nó lên cao, thì đương nhiên nó cao hơn. Dạ cái này giống như cá cơm anh, nhưng mà nó ngon hơn cá cơm. Nó gọi là cá bóng sông Trà, nổi tiếng với em luôn. Rồi đây, nếu vấn đề mà anh ở đây quay ở đây á thì đương nhiên em sẽ chỉ giùm anh luôn. Đây vẫn là cá không anh, cái này gọi là cá bóng bún nướng điện, nó vẫn là ngon bên em. Có nghĩa là nè, những cái đường này là những dè nó sạch đó, cái ganh ti luôn. Nhưng này là những cái đường này là những cái đường nướng điện của nó. Tại sao mà nó ngon ở đây, có nghĩa là nè, nướng điện nó không có hôi dầu, anh để lâu được. Thứ hai nữa là nó ganh ti rồi nó sạch sẽ. Cái này nó khác với cá thiều á, là anh ăn con cá thiều á là thơm, là thơm tiêu, thơm ớt ở trong cái con cá thiều. Còn cái này là anh khi mà anh nhai nó là thơm cái thịt của con cá, cho nên nó nổi tiếng cá bóng. Đây những cái đồ này nó ngon. Xé là ăn luôn không? Xé là chấm tương ớt ăn là tuyệt đỉnh nhất của nó. Giá sao em nhỉ? Dạ cái này là 400.000 một ký. Dạ. Cũng được bao nhiêu miếng vậy ta? Em nghĩ là khoảng 24-25 miếng, cái tầm đó. À, cỡ 20.000, okay. Cỡ 20 mấy 20.000. Nó rất là nhiều. Đây anh cứ qua đây, đây có nhiều người người ta rất là hỏi em á là bo ơi, anh chị rất muốn tìm xá sùng, thì xá sùng nhưng mà xá sùng ở đây á là không có cát. Thì đương nhiên em mới chỉ cho mọi người tại sao mà nó cát hay là không cát. Đây anh coi giùm em nè, hàng này á, xá sùng này là xá sùng Phú Quốc nha, thì nó sẽ đen. Còn xá sùng này là xá sùng Quảng Ninh, nhìn nó khác nhau nhiều ha, tuyệt đối luôn nha. Đây nếu như mà khi mà mình đi mua xá sùng này á thì đương nhiên là sẽ giá thành nó khác nhau nữa. Nếu mà như mà nó có cát á, thì cái này khoảng 1.8 triệu. Không có cát mà đẹp sạch đẹp như này là 2.4 triệu, khác vùng miền. Đương nhiên cái này ngọt hơn nhiều anh, khác nhau luôn ha. Dạ anh, bự nhỏ không có quan trọng, nhưng mà quan trọng là nó có sạch không, nó không có. Nếu như mà đây nè, em chỉ giùm anh luôn, những cái này là cát nè, có nó dính cát như thế này nè, anh ra nó bị đen. Tại sao mà anh thấy nè, đây tại sao mà anh nhìn nè, bịch tiện ký nè, chà bá lửa luôn rất là nhiều. Mà tại sao bịch này nó có mấy cộng mà nó ký? Tại vì nó cát, nó có cát ở trong đây nó rẻ tiền. Dạ nè anh nhìn nè, còn cái bọc này nó quá trời nhiều luôn. Tại sao mà nó mắc hơn? Tại vì cái này hàng này là hàng không có cát. Cho nên khi mà vô anh chị mà đi mua đồ ở đâu á, cũng vậy hết. Tiền nào của đó. Cái hàng ngon thì đương nhiên người ta phải mắc rồi, cái hàng rẻ. Đây. Tại vì em là đại lý mà. Thì đương nhiên em sẽ bán rẻ hơn chỗ khác rất là nhiều. Có nhầm người ta vô ta nói em á là người ta mới mua chỗ khác mà 3.2 3.3 nó lầm chết luôn. Tại vì mình bán sỉ nên mình mới có cái số lượng nhiều, mình bán rẻ được cho mọi người.
Còn mà ta mua có một bịch này về, bên em về, ta trưng lên ta bán cho anh chị, đương nhiên anh chị là anh chị mua phải mắc. Sa sùng có phải là cái loại mà mắc khô mắc nhất ở đây chưa em? Dạ, có nhiều loại nó cũng mắc hơn đó. Có rất là nhiều loại nó mắc hơn nữa. Giống như sò điệp. Đây nè, đây. Sò này là sò Nhật nè. Sò này sò Việt Nam thấy nó khác nhau. Nè, nè cái màu sắc nha. Cái này là vàng cháy. Con này nè, càng con sò đẹp càng ngon vậy nào thì cái, ở trong cái nhụy của nó càng đậm vậy đó. Cái là hàng Trung nó còn hàng đại nữa. Càng mắc hơn nữa. Đó. Nhìn nó nhìn lầm biết rồi đúng không? Thì đương nhiên cái giá thành nó cao hơn nhiều anh. Cái này có mấy trăm ngàn, cái này tới mấy triệu lận. Cái này là cái này nè, khoảng tầm 2 triệu rưỡi tới 2 triệu 6. Con này 800 rưỡi chứ, 800 rưỡi ngàn ký à. Ngọc này có 425 ngàn. Nó khô hả em? Dạ khô à. Nè. Cái này á mọi người đừng có lầm. Cái này mua về người ta chỉ làm để nấu, để làm sốt, ta xay ra ta làm sốt thôi. Sốt XO hoặc là sa tế. Còn cái này á là anh chị về xào nấu hoặc là tuyệt đỉnh của duy nhất của nó. Em thấy nha, em ăn luôn á là nấu cháo. Thì cho mấy đứa bé nó khổ anh. Thì có tiền nhiều thì mình mua bự. Còn không có tiền nhiều thì mình mua đây. Nó có còi nhỏ hơn. À ok, màu sắc nó khác nhau so với Việt Nam đó. Đúng rồi. Đó. Thì có rất là nhiều người mua lầm, thì hôm nay nó em chỉ dẫn cho mọi người là cái hàng Việt Nam làm sao, cái hàng Nhật làm sao. Đó. Đó thì ở đây em sẵn ở đây rồi. Bữa nay em nhập hàng nhiều lắm. Hôm nay anh vô coi chơi với em là em nhập lấy mấy trăm ký cơm khô. Ờ ok. Bác em, tiệm của em đây là Hương Ba Chi 47 Lê Tấn Kế nha, đừng có lầm nha. Nhiều người ta mua lầm á thì nhớ em phải đi chỉ là cứ gặp ở đây ba người chốt ở đây chủ đạo. Một là Bo, kế bên em là ông anh em ông Tuấn. Đây đây đây, ông anh của em Tuấn. Có nghĩa là ba anh em để nắm cái những cái gì giống như là đồ ngon, đồ dở, giá cả. Đặc biệt là lựa giùm anh chị hết mức có thể. Một là đầu tiên em, hai là ông anh của em Tuấn. Đây, Huy ơi, mày đâu rồi? Vô tìm đúng người nha. Dạ đúng rồi. Khi mà mình vô mình còn tư vấn cao hết mức có thể thì đương nhiên là ba người này ở chủ đạo bên em thì đương nhiên là sẽ lựa chọn được cho mình những cái đội ngon nhất. Đây, những người anh nhìn nè, toàn bộ khoan qua đem tắt quạt. Biết sao không? Khi mà mình nhớ được cái tên của người ta rồi á, đâm ra mình vô mình kêu thì đương nhiên những cái hàng đây, anh nhìn nè, những cái hàng này là những hàng tôm bạc đất. Em chưa, em không có chân ra bán luôn chứ bây giờ đông quá rồi. Không có đâu nè. Anh quay chơi cho mọi người coi thử đi. Gần 1 giờ mấy, gần 2 giờ trưa tiệm em. Đây, đi nè. Đây, mấy bây giờ mình lên đồ tới một lần là vài trăm triệu luôn. Chứ không phải là mình lên một lần có vài chục ký. Thì đó, cho nên mọi người tại sao mà mọi người thích ăn mua đồ đây, tại vì đồ đây đồ mới anh. Đây. Đây, coi tôm đây. Đây, mọi người nhìn nè, em lên tôm nó đẹp vậy nè. Đây nè anh, em chỉ giùm anh nè, ở đây luôn nè. Nếu như mà anh cho mọi người xem lại để mọi người quên nha. Tự nhiên cái mặn tôm mình nhận biết tôm ngon không có màu. Dạ dạ. À, hiện tại bây giờ là 14 giờ chiều ha cả nhà, ngày trong tuần thôi mà mọi người có thể thấy khách hàng ghé rất là đông luôn á, mua khô mua tôm. Rồi cũng cả có Dương thấy có những cô chú anh chị mà mua đi bán lại á, đồng mỗi bán lẻ đến đây mua từng thùng một á, cả khách hàng ghé cũng đông và những cửa hàng á họ đến họ mua cũng rất là đông luôn. À, bò đang lựa cá cho các chị. Quá trời lại khô luôn ha. Mua cá sặc ở đây làm luôn. Cắt đầu, cắt vây, cắt đuôi. Bên ngoài lựa xong ha,
người mua vô trong thì các bạn nhân viên là làm sạch, hút chân không cũng được luôn, mang trong hút chân không nếu mà gửi đi xa. Cá mặn nha cả nhà, đó đang chặt thành khúc khúc một. Okay. Cái không?